Thưa quý vị, Lâm đang đứng ở trên quốc lộ 80 hướng từ từ Hà Tiên về Gạch Giá. Lâm đang ở cầu Thấp Sòi nè quý vị. Hôm nay Lâm sẽ quay toàn bộ cái thị trấn ngay cái trung tâm của Thấp Sòi và xung quanh khu vực chợ và khu dân cư để mà quý vị xem cái nét thay đổi ở đây như thế nào nhé. Đây là quốc lộ 80 nè quý vị. Sau đây Lâm sẽ đi vòng khu vực chợ một vòng. Cái chợ cũ đầu tiên là cái chợ nó nằm ở đâu á? Ở đây, ở đây. À, ở đây hả? Những chợ khu này là làm gì đó? Vậy để chống cho đơn lần vậy. À, vậy là giờ, giờ vô khu trung tâm kia. Cái chợ này. À, chợ cũ là còn cái chợ này cái nữa. Cái gọi giờ hai cái chợ đều chợ bây giờ trong kia. Ngày xưa cái chợ mình là chợ Thấp Sòi. Thưa quý vị, đây là chợ Thấp Sòi ở trước đây nè quý vị. Đây là khu nhà lồng trước đây. Hiện giờ khu chợ này là đã được di dời xuống phía dưới rồi. Và khu chợ cá thì nằm ở phía phía trước phía kia đó quý vị. Ở đó. Còn sau đây mới cắt qua bên bên đây một cái khu chợ nữa, thì đây là khu chợ mới sau này. Và hiện giờ tất cả hai khu chợ này đã dời xuống khu mới ở dưới ở phía phía trong bên kia hết rồi quý vị. Sau đây mời quý vị tham quan chợ Thấp Sòi cũ ngay quốc lộ 80 hay là liên tỉnh lộ 80 ngày xưa trước đây. Ngày xưa cái chợ cá mà thời trước đây nữa là ở dưới đó đúng không? Đây là khu chợ cá trước đây này quý vị. Cô ơi, cái chợ này đi xa không cô? Vô sâu không? Tuốt chấm đó hả? Ôi trời, gì đi hơi xa. Sau đây mời quý vị cùng Lâm tham quan cái chợ hiện giờ.
Lâm ơi, cho con hỏi một cái. Ngày xưa cái chợ của mình nó có xuống tới đây không hay là chỉ ở ngoài kia thôi? Khu gần chỗ Bến Đò. À, khu chợ của Bến Đò trước đây thôi, phải không? Là từ Bến Đò. À đúng rồi, cổng thấp xài bắt qua bên Quýt. Qua bên Hiệp Sơn như. Dạ. Ở đây là cầu Sóc Sàn này quý vị, bắt qua xã Mỹ Hiệp Sơn. Ở mà cầu này con nhớ là mới xây sau này phải không bác? Cũng 5-6 năm rồi. À 5-6 năm rồi. Dạ. Cầu này mới xây được khoảng 5-6 năm rồi quý vị. Rồi, cảm ơn bác. Chợ trước đây của Sóc Sòi thì nó nằm ở ngay Bến Đò. À, đi lên ở phía trên là ở phía dưới là cái chợ cá đó quý vị. Còn kế đó nữa là cái chợ Ít Quá trước đây. Hiện giờ là khu trống rồi, ở phía trước còn bán một ít thôi, ở phía sau thì không có còn bán nữa. Mở gầm chợ qua đối diện. Cô, ngày xưa cái chợ hải sản, thủy sản đó là nó tới đây, đụng đây luôn không? Đâu có đây, nó có đi ngon. Mỗi lần nó ăn chợ cũ. Nhưng nó chợ cũ đó. À, chợ cũ nè. Có thể có. Là có nghĩa là mình đụng tới mấy sông này luôn hả cô? Ừ, điều này đến mấy sông rồi. Tới mấy sông rồi. Rồi mà... quay thằng này cho nó vô luôn nè. Còn ở trên đó là bán tổng hợp. Tổng hợp. Dạ tổng hợp. Dạ, cái con khúc một là cả lẩu trắng. À dạ. Thì tất cả giờ là giờ qua cái khu mới luôn hết rồi. Dạ tại vì con đây là khu vực chợ cá cũ trước đây nè quý vị. Cô ơi, khu vực chợ cá cũ của mình trước đây là tới đây luôn không? À dạ. Vậy là chỉ có cái đoạn này thôi hả cô? À dạ. Chỉ có cái đoạn này thôi quý vị. Từ cái chợ nãy Lâm đứng là đi qua đây đó quý vị. Đây là khu vực dân cư rồi. Đây là khu chợ tổng hợp trước đây của Sóc Sòi. Đây là quý vị. Để Lâm ra ngay quốc lộ 80, Lâm quay vô để cho quý vị hình dung rõ hơn nha quý vị. Đây là khu vực chợ mới sau này của chợ Sóc Sòi. Để Lâm đi ra đây đứng rồi nó cho quý vị nhìn rõ. Lâm đang đứng ở quốc lộ 80 nè quý vị. Đây là khu vực chợ Sóc Sòi cũ trước đây. Phía trong là chợ hải sản. Đi vô phía trong là có khoảng mấy căn đó quý vị, là khu vực chợ Sóc Sòi trước đây. Và hiện giờ đó là đã dời khu này hết rồi. Đây là quốc lộ 80 nè quý vị.
ra đây mời quý vị dạo một vòng cái thị trấn Sóc Sơn, khu vực chợ Sóc Sòi này nhờ, để xem các nét thay đổi như thế nào nữa quý vị. Thưa quý vị, đây là chợ, sau khi chợ cũ đã hình thành thì ở đây có thêm một khu chợ ở đây nữa. Còn hiện giờ là khu này cũng đã bị dời qua phía khu mới hết rồi. Xong rồi qua cái chợ cũ này rồi con quay vô cái chợ mới nữa. Đây là chợ mới của Sóc Sài đây quý vị. Đây là khu hình thành sau mới đây thôi. Đây là chợ thành năm 2013 rồi quý vị. Bách hóa tổng hợp đó quý vị. Mời quý vị cùng Lâm dạo một vòng cái khu mới thôi, Lâm cũng không có quay chi tiết lắm. Rồi bây giờ cho coi lại nè.
Đây là khu chợ rau quý vị. Còn phía trước mặt là khu hành chính mới của thị trấn Sóc Sơn, ở khu vực chợ Sóc Sơn cũ đó quý vị. Sau đây Lập sẽ chạy từ khu này qua bên quốc lộ 80 hay là tỉnh lộ 80 trước đây. Đây là khu hành chính mới. Đây là khu hành chính mới của Sóc Sơn. Hôm nay là các khu dân cư mới. Ở ngoài kia đó là quốc lộ 80 hay là tỉnh lộ 80 trước đây của thị trấn Sóc Sài. Còn đây là đường vào cách chợ là khoảng cách chợ cũ là khoảng 100m đó quý vị. Thì ở đây là đi vào cái khu hành chính mới của Sóc Sài, thị trấn Sóc Sơn này quý vị. Đây là đường vào khu mới. Sau đây Lâm sẽ chạy qua cái khu chợ cũ và bọc lên và bọc ngược lại về thành phố Gạch Giá nha quý vị.
phía trước mặt quý vị là quốc lộ 80 đó quý vị. Sau đây Lâm sẽ hướng về chợ cũ của Sóc Sài, rồi quay ngược về phố Bình Giá luôn nha quý vị. Lâm xin quay vòng về hướng từ Hà Tiên về Gạch Giá đó quý vị.
đây là qua khu vực Mỹ Lâm của Hòn Đất rồi quý vị.